Yêu đương hai người nắm tay hôn hít. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi buổi sáng ngày hôm nay. Luật chơi của chương trình là chúng tôi sẽ có một từ khóa và các bạn phải đưa ra 5 từ liên quan tới từ khóa này. Ví dụ căn nhà, cửa sổ, cái cột, cái bắp, cái mái, cái láng. 5 giây này sẽ quyết định bữa ăn sáng của chúng ta. Hay quá vậy. Hãy kể 5 từ khóa liên quan đến kho báu. Tiền, giấu kín, mọi người đều đi tìm và hiếm có. Hết giờ. Bạn tiếp theo. Nên luôn đi cho nó tỉnh ngủ anh ạ. Hãy kể 5 từ khóa liên quan đến trai đẹp. Sáu múi, cơ bắp, body, tóc, răng. Chính xác. Người đầu tiên được ánh sáng đó là Mạc Văn Khoa. Nhắc về trai đẹp đó là chuyên ngành của em mà anh. Bằng. Người tiếp theo. Lặp lại là nhiệm vụ của Baby Trần. Ủa sao mỗi người mỗi khác hả? Mỗi người mỗi khác. Được rồi. Hãy lặp lại những món ăn sau đây. Chỉ cần lặp lại 3 món thôi. Bún bò, bánh mì, cháo, bánh cuốn, phở gà. Cháo lương. Bánh mì, bún bò, cháo lương. Chính xác. Ủa sao dễ vậy anh? Ai chưa lên hết. Kể tên 5 từ khóa liên quan đến từ khóa sau đây. Chồng, vợ, đàn ông, cao, có chân, tay, mũi. Rồi rồi, dư dư rồi. Chúng ta đã có 3 người ăn sáng. Bây giờ ai muốn ăn sáng nữa? Hãy kể 5 từ khóa liên quan tới chữ làng. Dân làng. Đồ, quần áo, giày dép. Hãy kể 5 từ khóa liên quan tới chữ hẹn hò. Yêu đương hai người nắm tay hôn hít. Sợ. Sợ. Mời quan trung. Hãy cho chúng tôi 3 câu thả thính. Cho chúng tôi 3 câu thả thính. Ok. Night better, Jess. I love you. I love you. 3 câu thả thính. I love you. Thôi rồi, vậy đi. Bậc thầy săn thưởng phát sóng chủ nhật hàng tuần từ 27 tháng 10 năm 2024.